tiếp. Em nói lớn lên chút đi. Hai cái chân nó sưng. Hai cái con không đau. Cái dưới sưng là do sao? Có bữa con đi nhiều quá, cái nó sưng lên, nó nhức. Rồi. Cái lưng nó đau rồi. Ok. Tức là bây giờ như này, hai cái chân của em là bị dấu hiệu của suy giãn tĩnh mạch chân, tức là nó bị tắc cái van tĩnh mạch cho nên nó bị như thế. Thì cái này sẽ học ở trong ở đây sẽ chữa chạy dạy cái suy giãn tĩnh mạch chân á. Cái đó là lớp căn bản hay là lớp nâng cao? Căn bản hết. Thì em học ở đây thì học cái chỉnh cái đó. Còn tôi sẽ giải quyết cho em cái cột sống cổ. Hiểu không? Thì hiện nay em đang bị cột sống cổ nên mới có dấu hiệu tai chân nó như vậy. Cái lưng ngồi lâu quá nó căng. Thì cái đó giải quyết luôn. Ok, cho hết căng luôn. Ha? Rồi, tiếp về đi. Tự y lưng lại. Rồi. Giơ cái tay này ra sao để coi được không? Bao nhiêu xa? Mọi người thấy những người mà giơ mà khó cái tay nó hay chổi mà rung lên mạnh lên đi. Thấy chưa? Ha. Đấy, rồi. Bỏ ra lấy cái tay kia. Tay này khá hơn. Có nghĩa là tay này bị bệnh như cái tay kia. Ok. Được rồi. Rồi còn khó chịu gì nữa, nó đang hơi làm cái hết. Hết khó chịu. Sao mà không nghe thầy ơi? Không, không có bác đừng có yêu cầu vậy đó. Bác nếu cần bác lên bác ngồi ở đây chứ bác đừng có bác tôi phải nói lớn. Trời ơi, bác vô trong bệnh viện bác nói bác sĩ phải nói lớn cho tôi nghe. Có dám không? Không dám thì lên đi ngồi đi. Trời đất ơi. Cán bộ phường á. Ok. Qua đây. Em đứng cái này. Mọi người thông cảm nha, tôi là người giúp để chữa bệnh đây chứ không phải tôi là người phải giảng bài. Chứ mọi người cũng đừng có yêu cầu quá tôi. Em bị nhẹ thôi, không có sao. Chỉ có cái suy giảm tĩnh mạch chân thì hơi nặng một chút. Thì cái suy giảm tĩnh mạch chân nó cần phải học ở đây thì chịu đó. Em chưa học mấy hôm nè? Hai hôm rồi hả? Rồi có nhịn ăn chưa? Rồi có hấp không khí chưa? Rồi có đi bộ vừa đi vừa hấp chưa? Dạ, hấp bao nhiêu, được bao nhiêu cái này? Giỏi. Nhưng mà nếu mà buổi sáng mà thức sớm á, mà em vừa có mà vừa em đã nhìn đói rồi là em thắng lợi rồi, mà em vừa bước chân mà vừa đi hấp khí thì chân này mau rất hết rất nhanh. Mỗi ngày thấy bớt chân nó bớt thế không? Tại vì khi mà mình hấp không khí thì cái chứng suy giảm tĩnh mạch chân nó giảm rất rõ rồi. Tại này nãy là bị gì phải không? Tại kia là không nghe gì phải không? Rồi, nằm xuống đây. Bây giờ hốt giỏi rồi đó, hốt mình vô. Nằm nằm yên đi. Nằm yên. Cái lưng giờ nghe đảo rồi nè. Ok, đặt vào đây tí. Cái gì thẳng ra. Nhà làm nghề gì? Bán tập quá. Mà ngồi riết ở đâu vậy ha? Chở đồ nặng quá ha.
nắm chặt như này đó, ok. Rồi nằm nghỉ tiếp cái nữa. Để cho nó vô nhà vô cửa đúng không? Bỏ gì người ta. Thấy đây cho xui ra thì nó đẩy cái đây đó. Xui bóc lên đây. Đẩy lên. Đó vậy đó. Nha. Yeah. Ok. Thôi vậy. Xin lời. Bây giờ là siêu ứng lắm, lại quay lưng lại. Rồi xích lùi ra, xích lùi ra, chút lùi ra sang. Lùi ra sang, đó đúng rồi. Đang tay cho thiền chặt, nắm về đi, ok. Nắm chặt nghe đừng có... Rồi, nắm chặt nghe nè, nắm chặt mà mềm cái người ra, đừng gồng. Đấy chưa? Còn gì ha? Rồi, cố lên. Rồi, mềm cổ. Rồi, thư giãn. Dạ, đúng rồi, mềm vậy đó. Rồi, mềm ra. Mềm ra đúng rồi đó. Nữa, mềm nữa. Mềm, mềm. Gồng gì vậy? Mềm mềm mềm, đừng có gồng, hít thở nhẹ nhàng, đừng gồng. Gồng chi? Gồng quá. Bây giờ tới lúc gồng rồi. Rồi đứng dậy, quay lưng lại. Giờ để tay con ngon lành chưa? Bây giờ xếp ngon lành ha. Bây giờ hít gọi chỗ cái tay này mọi theo. Rồi cái tay kia đưa lên ngon lành rồi. Ok. Rồi bây giờ cúi xuống đứng dậy coi lưng rồi cổ rồi đây sao rồi nghe sao rồi, rồi muốn lên cúi đầu cúi muốn làm gì làm, tức là trước đó là cúi lưng cúi gì khó chịu, còn bây giờ sao rồi, bây giờ nó không có đau, bớt đau rồi, đớn đau nhiều rồi, cúi xuống thì nó đau, rồi giờ cúi thêm lần nữa nữa. Mọi người thấy cô này không, cái lưng không đau nhưng mà cái đầu gối này thấy cô cúi cái đầu gối không à. Thì cái đầu gối sẽ chữa sáng. Được chưa? Không có, đầu gối chưa sáng. Bây giờ cái cổ rồi là sao lại nghe dễ chịu chưa? Nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn nãy hả? Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.